chuẩn bị tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như căn cứ vào các quy định của pháp luật thuộc chức năng thẩm quyền. Ngày 22 tháng 4, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã cho tập kết phương tiện, thiết bị để làm công tác chuẩn bị tiến hành tháo dỡ giai đoạn 2 tầng 17 và 18 công trình 8B Lê Trực thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình. Được biết Quá trình tháo rỡ phần vi phạm của công trình nhà 8B Lê Trực được thành Hà Nội chấp thuận cho thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tháo rỡ tung thang và tầng 19 được thực hiện từ tháng 11 năm 2015 đến nay đã hoàn thành. Giai đoạn 2 sẽ là công việc xử lý cắt ngọn phần cao vượt phép tại tầng 17 và 18 tòa nhà và khôi phục các khoảng lùi, giật cấp diện tích sàn so với giấy phép xây dựng. Căn cứ vào giấy phép xây dựng của chủ đầu tư, cơ quan chức năng xác định tầng 17 và 18 của tòa nhà hiện đang vượt chiều cao và diện tích mặt sàn, việc xử lý được thành phố giao cho ủy ban nhân dân quận Ba Đình chủ trì. Lực lượng chức năng lập rào chắn tại phố Trần Phú Lê Trực. Thiết lập chốt chặn tại phố Kim Mã. Máy móc được đưa đến hiện trường. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào? Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.